Xin chào tất cả mọi người. Chào cô Mai Thanh Hoàng nha. Chào cô Đàm Lệ Quyên nha. Xin chắc vân tay thì em thấy dạo gần đây em đọc nhiều rồi và cũng tìm hiểu nên là em mới mua một cuốn ở bên MacBook về, MacBook về em đọc. Và trong khoảng thời gian đọc thì thấy rất là hay. Qua cái cuốn sách này thì em có thể tự xin chắc vân tay cho bản thân mình. Thế nên là hôm nay chia sẻ với mọi người để nếu mà ai muốn biết về khả năng của bản thân cũng như muốn khám phá về những tiềm năng, tiềm ẩn của bản thân mình thì có thể đọc cái cuốn sách Xin chắc vân tay này để biết, cũng như là muốn biết về tương lai của con và muốn con hướng theo cái phương pháp giáo dục nào thì có thể đọc để xin chắc cho vân tay của con và mọi người ở trong thành viên của gia đình mình nữa. Mình sẽ trả lời câu hỏi của mẹ là sinh chắc học dấu vân tay ha, là gì. Thì mình chia sẻ là sinh chắc học dấu vân tay là phương pháp phân tích mối liên hệ giữa vân tay và não bộ, từ đó phát hiện ra những tố chất và tính cách mối liên hệ giữa dấu vân tay và não bộ, từ đó phát hiện ra những tố chất và tính cách bẩm sinh bên trong mỗi con người, điểm mạnh, điểm yếu, khám phá chỉ số IQ, EQ, AQ, CQ. Phương pháp này được nhiều nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu nhằm mục đích khám phá và phát triển toàn diện những tiềm năng tiềm ẩn của con người. Thế nên là khi mà đọc cái cuốn sách này em thấy là bất cứ ai có thể tự sinh chắc vân tay để khám phá tiềm năng vô hạn của bản thân mình. Và sinh chắc vân tay này thì phù hợp với lại rất nhiều đối tượng sử dụng và là công cụ vô cùng hữu hiệu để các bậc làm cha làm mẹ hiểu thấu hiểu tính cách sở thích của con, từ đó mà sớm nhằm tạo môi trường sống và học tập phù hợp với lại tiềm năng của con mình. Khi mà con lớn hơn thì từ những điểm mạnh điểm yếu đấy, các bậc cha mẹ sẽ có những cái căn cứ để giúp định hướng cho con như nghề nghiệp, trường học cho con theo đuổi, mà không phải ép buộc con học những cái môn học hay những nghề nghiệp mà con không thích. Thì là em chia sẻ để mọi người hiểu hơn về sinh chắc vân tay, để biết được là tất cả chúng ta nếu như mà khi mà đọc cái cuốn sách sinh chắc vân tay này có thể tự sinh chắc vân tay để khám phá những tiềm năng tiềm ẩn của bản thân mình, mà không phải đến những cái trung tâm sinh chắc vân tay với những chi phí khoảng từ 3 đến 4 triệu. Nguyễn Thị Minh Thủy ơi, em nhớ comment 2 số nhá, 2 số may mắn nhá. Cuối livestream này chị sẽ random để xem ai là người comment số sớm nhất để nhận. Đúng rồi, Mai Thanh Hoàng ơi, tự mình có thể xem được dấu vân tay cho mình để khám phá những điều bí ẩn mà ẩn sau dấu vân tay của mình đấy. Nên là hôm nào có thời gian sang đây, hai chị em mình cùng chia sẻ với nhau nhá. Với người lớn mình ý, khi mà sử dụng đọc cái cuốn sinh chắc vân tay này thì cũng sẽ giúp cho mình hiểu rõ được những điểm mạnh điểm yếu của bản thân này, giúp cho mình biết mình giỏi ở lĩnh vực nào, phù hợp với lại ngành nghề nào, rồi từ đó mà phát huy cố gắng để đạt được những thành công mới trong cả cuộc sống và trong cả công việc. Không chỉ thấu hiểu những điểm mạnh điểm yếu của bản thân thì còn giúp cho mình lý giải được những thất bại hay là những xung đột trong tư duy, hành động cũng như là các mối quan hệ của xung quanh bản thân tên mình, cuộc sống hàng ngày đấy. Thì là khi mà là đọc xong cuốn sách này thì chúng ta bất cứ ai cũng có thể tự sinh chắc vân tay để khám phá ra tiềm năng vô hạn của bản thân mình, mà không cần phải đến các cái trung tâm sinh chắc vân tay nhé. Không có phải xăm bói đâu Nguyễn Thị Ấm ơi, đây là cơ sở khoa học nhá, phân chứ không phải xăm bói đâu. Mình đọc xong rồi thì mình có thể tự khám phá ra những dấu vân tay, những cái tiềm ẩn ở trong cái dấu vân tay của mình. Tùng Nguyễn ơi, hiện tại thì nếu như mà mua cái cuốn sách sinh chắc vân tay này thì là em có thể vào cái link ở trên livestream chị có để đấy, thì em mua trực tiếp ở đấy. Hiện tại thì khi mà mua cuốn sách sinh chắc vân tay này sẽ được giảm giá 30%. Giá biểu cuốn sách này là 210.000. Đây, giá biểu cuốn sách là 210.000 thì giảm giá 30% là khoảng 147.000. Đấy, khi mà mình mua cuốn sách sinh chắc vân tay này thì còn sẽ được tặng kèm trong cuốn sách là một kit voucher 600.000 khi mà mình thực hiện làm sinh chắc vân tay tại Jocan. Giá sinh chắc vân tay tại Jocan trị giá là 3.500.000 đồng, và
nếu mà làm sinh sắc thì giảm 600 là sẽ còn làm 2.900.000 đồng, và chỉ được cái voucher đấy chỉ được sử dụng dịch vụ sinh sắc vân tay tại Do Can thôi, và chỉ không được áp dụng cho cái chương trình khác và không có giá trị quy đổi thành tiền mặt, và voucher này chỉ có giá trị sử dụng là một lần. Nên là mẹ nào muốn tìm hiểu về sinh sắc vân tay thì vào link mình có để ở trên status đấy, thì cũng có bản đọc thử, mọi người có thể đọc thử ở trên đấy để xem, và nếu mà thấy thú vị thì có thể là đặt mua luôn, tại vì đang có chương trình giảm giá sẽ free ship đến tất cả cho mọi người, và thanh toán khi mà mình nhận được sách đấy, nhận cái một cuốn sách rất là thú vị giúp mình khám phá ra khả năng của bản thân còn tiềm ẩn mà mình chưa biết. Về cái cuốn sách sinh sắc vân tay này ấy, thì là của tác giả Richard Unger, là tác giả Richard Unger này mình sẽ nói qua một chút nhá, tại vì là người tác giả Richard Unger là người sáng lập và là người là giám đốc của Viện Phân tích Tay Quốc tế IESA, và là một trong những chuyên gia nghiên cứu quan trọng nhất trong phân tích tay trên thế giới hiện nay. Hệ thống phân tích mục đích cuộc sống độc đáo của ông là kết quả của gần 5 thập kỷ nghiên cứu chuyên sâu, bao gồm việc đọc hơn 60.000 đôi tay. Vậy nên là khi mà mình đọc xong cuốn sách và mình tự làm trắc nghiệm sinh sắc vân tay cho bản thân thì mình thấy rất là chính xác. Nên là bất cứ ai cũng có thể tự sinh sắc vân tay để khám phá tiềm năng vô hạn của bản thân mình mà rất là chính xác, cũng như là có thể xem để giúp cho mình biết là con mình hiện nay là phù hợp với phát triển theo xu hướng nào và phù hợp với những ngành nghề trong tương lai như thế nào. Thì về cái điều đặc biệt cuốn sách sinh sắc vân tay này là bất cứ ai cũng có thể tự sinh sắc vân tay cho mình. Chi phí mà mình bỏ ra một lần để sinh sắc ấy, khi đọc cuốn sách này xong ấy, có thể là dùng được nhiều lần này, có nghĩa là sinh sắc cho bản thân, cho con, cho bạn bè, và không mất nhiều thời gian và cũng không tốn chi phí, tại vì chỉ có 147.000 thôi, mình không mất nhiều chi phí. Còn nếu như mà đến trung tâm sinh sắc vân tay ấy, thì mình ví dụ như là ở Do Can thì là sẽ mất là 3.500.000 đồng đấy. Khi mà mình đọc xong cuốn sách này mình thấy là khá là chính xác và cũng không mất nhiều thời gian đâu, mình đọc và hiểu thì sẽ cũng rất là nhanh, và khi mà mình đọc cuốn sách này thì cũng giúp cho mình hiểu được thêm về từng cái dấu vân tay ở trên bàn tay của mình, và cũng giúp cho mình hiểu hơn, tìm hiểu và biết được về tính cách sở thích của con, nên là sẽ giúp cho mình có những cái định hướng cho con ở sau này. Mọi người muốn biết về cuốn này và muốn tìm hiểu thì nhớ vào link ở trên status mình có để mọi người có thể đọc thử luôn, hoặc là có thể mua trực tiếp luôn, tại vì đang có chương trình giảm giá tới 30%, mà 20 giá của cuốn sách này là 210.000, giảm giá 30% là sẽ còn 147.000 thôi. Còn được tặng kèm voucher, gift voucher 600.000, rồi mình còn biết là còn được tặng thêm 3 cuốn sách vở học sinh rất là đẹp cho con nữa. Thì mọi người, cái gift voucher này thì có giá trị đến ngày 20/10/2018. Nguyễn Bảo Trâm ơi, nếu mà chưa đọc ấy thì em nên đọc thử bản dùng thử, đọc bản từ thử ở trên link caption nhé, có bản đọc thử cho mọi người đấy, thì mọi người sẽ biết được về cái cuốn sách này như thế nào và mình sẽ đặt mua. Đoàn Kim Chi ơi, sách sinh sắc vân tay thì sẽ là nói về những dấu vân tay, những cái tiềm năng tiềm ẩn của bản thân mình. Khi mà mình đọc xong thì mình biết về dấu vân tay của mình có những tiềm năng tiềm ẩn gì để giúp mình khám phá, phát huy, hay là đối với các bé con mình thì có thể biết để định hướng tương lai cho con. Nguyễn Bảo Trâm hôm nào sang em nhá, có gì thì em sẽ chị em mình cùng xem luôn. Em đã đọc xong cuốn này rồi và có thể tự sinh sắc vân tay cho bản thân em rồi, và em muốn xem cả cho hai con nữa để có thể định hướng tương lai cho con sau này. Bây giờ em chia sẻ thêm là về các bậc cha mẹ mình ấy, thì bao giờ cũng muốn là định hướng cho con những gì mà tốt nhất, nhưng mà nhiều khi thì cũng bố mẹ cũng theo cảm quan là muốn con học những cái gì mà thật là tốt theo như bố mẹ là như thế. Thế nhưng mà nhiều khi anh nghĩ là con nó sẽ có những cái sở thích và những cái sở trường riêng, thế nên là ngay từ nhỏ mà biết được những sở thích sở trường của con thì bố mẹ có thể là
định hướng cho con, giúp con phát huy tốt nhất cái tiềm năng tiềm ẩn trong bản thân của mình ý, thì nên đọc cuốn sách Sinh Chắc Vân Tay này để biết và nắm rõ về cái khả năng của con mình để định hướng tương lai cho con nghề nghiệp sau này thì rất là tốt đấy ạ. Còn đối với những người lớn như chúng ta chẳng hạn, hoặc những bạn sinh viên mà chuẩn bị chuyển cấp, chuyển trường, hoặc là những bạn mà ra trường chưa có xác định được cái định hướng tương lai của mình thì cũng có thể làm Sinh Chắc Vân Tay này để có thể theo đuổi tiếp, hoặc là có thể dừng, hoặc là có thể làm theo những cái gì mà mình muốn để phát huy tốt nhất và thành công nhất trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Linh Còi ơi, cuốn sách này khi mà mình đọc thì mình có thể tìm hiểu và biết được những tiềm năng tiềm ẩn của bản thân mình ấy, thì sẽ giúp cho mình cố gắng phát huy theo như những gì mà mình đang có, hoặc là mình có thể thay đổi để cuộc sống của mình có nhiều thành công hơn, tốt đẹp hơn, và tránh những xung đột chẳng hạn, để mình có nhiều may mắn hơn. Hoặc là đối với con thì định hướng tương lai để sau này con có một tương lai tốt hơn, có một nghề nghiệp tốt và có một cuộc sống mà con và bố mẹ đều mơ ước. Kẹo chua ấy, em mua sách thì em vào link trực tiếp, chị có để link ở trên trên các trường của livestream ấy, em vào và đặt mua trực tiếp ở trên đấy nhá. Hiện nay thì cuốn sách đang giảm giá 30%, giá biểu cuốn sách là 210.000, giảm giá 30% chỉ còn 147.000 thôi. Anh Đoàn Huyền ơi, nếu như mà thích thì bạn vui lòng vào link caption của mình và đặt mua sách nhá. Đang có chương trình giảm giá nên là sẽ tiết kiệm được cho mình, cũng như là có clip voucher tặng kèm theo cho mình, để nếu như mà muốn Sinh Chắc Vân Tay tại trung tâm Do Can thì mình có thể đến đây để làm Sinh Chắc Vân Tay bằng máy. Còn nếu như mình đọc cuốn Sinh Chắc Vân Tay này thì là mình đọc để mình tự Sinh Chắc Vân Tay cho bản thân mình. Thì là mọi người có những cái muốn thắc mắc hay là muốn hỏi thêm gì về Sinh Chắc Vân Tay thì cứ comment, em sẽ chia sẻ thêm với mọi người, và mọi người cũng chia sẻ giúp em để mọi người cùng vào tham gia livestream để được nhận quà nhé. Đúng, em còn anh và em ơi, bạn cứ vào trong link mình để ở trên caption ấy, rồi bạn mua trực tiếp luôn. Đang có giảm giá 30%, giá bây giờ là 210.000 thì là sẽ còn 147.000 thôi, còn có gift voucher 600.000 kèm theo nữa. Và mọi người yên tâm là nếu mà khi đọc xong cuốn Sinh Chắc Vân Tay này thì mọi người có thể tự sinh chắc vân tay để khám phá tiềm năng vô hạn của bản thân mình, mà không phải đến những trung tâm Sinh Chắc Vân Tay có thể xem cho con để định hướng tương lai cho con sau này. Thì là một cuốn sách rất là ý nghĩa để giúp mình định hướng được tương lai, biết được khả năng tiềm ẩn của bản thân mình như thế nào để giúp mình phát triển tốt bản khả năng của bản thân. Thì em nghĩ là rất là hay và rất là, nói thực là rất là cần cho các bố mẹ thì đang nuôi con như mình để định hướng tương lai cho con sau này. Tiền Nguyễn đây, hy vọng là bạn của mình sẽ may mắn nhận được một cuốn sách và đọc để chúng ta cùng nhau chia sẻ về dấu vân tay của mình nhá. Hy vọng là hôm nay Huyền Nguyễn sẽ nhận được may mắn. Hy vọng là Nguyễn Thu Trà cũng sẽ nhận được một cuốn sách nhá. Bìa sách là bìa cứng bạn nhé. Trên cuốn sách là dấu vân tay như thế này, và có cả giới thiệu của tác giả và gift voucher. Khi mà mua cuốn sách thì có kèm theo luôn như thế này. Mọi người có thể dùng gift voucher để làm Sinh Chắc Vân Tay tại trung tâm Do Can và sẽ được giảm giá tới 600.000. Giá làm Sinh Chắc Vân Tay tại Do Can là 3.500.000 đồng. Mèo Tôm ơi, mua trực tiếp ở trên link luôn nhá. Em mua trực tiếp ở trên link thì sẽ được giảm giá 30%. Giá bìa là 210.000, giảm là còn 147.000 nhá. Sẽ được tặng có quà tặng kèm theo nữa. Bùi Chí Trung ơi, cuốn sách này hơi bị dày đấy ạ, có tới 5 chương đấy, nhưng mà đọc xong đấy 5 chương thì sẽ tự sinh chắc được vân tay cho mình và khám phá ra được những tiềm năng tiềm ẩn của bản thân mình đấy ạ. Nên là nếu như mà có thời gian thì mỗi ngày mình đọc ít cũng được, không tốn nhiều thời gian đâu. Và đọc sách thì cũng giúp cho mình có thêm những kiến thức mới, nhất là những cuốn sách mà giúp mình hiểu được bản thân của mình, của con mình cũng rất là thú vị đúng không ạ? Em chia sẻ thêm về các bước sinh chắc vân tay.
Cái này thì em cũng đọc thôi để biết, thì là chia sẻ thêm với mọi người. Sinh trắc vân tay gồm có 3 bước, rất là đơn giản. Bước 1 là lấy mẫu và xác định những nhóm vân tay. Bước 2 là dựa vào chủng vân tay xác định trường phái của bản thân. Bước 3 là khám phá tâm lý, giải mã mục đích sống và bài học cuộc đời dựa vào trường phái để tạo nên cuộc đời trọn vẹn. Rất là đơn giản, nhưng mà đấy là mình làm sinh trắc vân tay cho bạn. Làm nếu như mình đọc xong được cuốn sách sinh trắc vân tay này thì mình sẽ tự làm sinh trắc phân tay được cho bản thân mình và cho những người xung quanh mình. Và với bản thân em thì em sẽ xin chắc vân tay cho hai con trai của em để em định hướng tương lai sau này của hai con. Mọi người mà còn những cái chia sẻ gì mà muốn hỏi em thì comment ở trong cái livestream này, em sẽ chia sẻ với mọi người thêm. Bây giờ thì em tạm biệt mọi người nhé.